Dạ, em ô tô Quốc Hùng, Tân Phú, Đồng Nai. Xin chào anh chị. Hôm nay tiếp tục quay trở lại và giới thiệu đến cho anh chị mình một dòng xe hãng Toyota Innova G xịn 207 nha anh chị nhé. Đối với chiếc xe G xịn 207 chuẩn chiếc xe gia đình, bên cửa hàng cũng giới thiệu đến cho anh chị và cam kết với anh chị là xe tuyệt đối không có dịch vụ taxi nha anh chị nhé. Xe máy zin, máy số zin còn zin luôn anh chị ạ. Chủng chiếc xe gia đình đi cũng còn rất là cứng cáp và rất là liền lạc. Cửa hàng cũng vừa mới nhắc về và view giới thiệu đến cho anh chị mình xem và tham khảo đối với chiếc xe này. Thế anh chị nào mình có nhu cầu muốn mua sở hữu những cái dòng xe Innova G xịn này thì anh chị có thể xem và cùng em tham khảo đối với chiếc xe G xịn 207 này nha anh chị nhé. Xe còn rất là liền lạc, đồng sơn đồ cũng còn rất là đẹp và rất là liền lạc luôn anh chị ạ. Rồi bây giờ em sẽ quay sơ lược cái dáng xe cho anh chị mình xem sơ lược cái dáng xe đi. Em sẽ giới thiệu đến cho anh chị, cửa hàng của em nằm tại 127 quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, tính từ ngã ba Dầu Giây về hướng Đà Lạt 60 km. Cửa hàng nằm phía tay trái cửa hàng ô tô Quốc Hùng, chuyên mua bán trao đổi ký gửi các dòng xe ô tô con đã qua sử dụng. Anh chị nào có nhu cầu muốn mua xe hoặc là bán xe thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978 548 858 hoặc 0944 872 091 nha anh chị nhé, để được trao đổi với em và kết bạn Zalo và hai bên trao đổi. Và anh chị đồng thời là lần đầu tiên xem kênh em, cho em xin một nút đăng ký kênh và những nút chuông vô để được cập nhật những video sớm nhất bên cửa hàng về và cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng anh chị ha. Và đồng thời thì bên cửa hàng luôn có dịch vụ bao anh chị nè, quay đầu trong vòng 1 tháng đổi lại chỉ mất 10%, nếu đổi xe chỉ mất 8% thôi anh chị nha. Anh chị mua xe về không nên ưng ý, anh chị có thể lên đổi xe khác hoặc là anh chị trả xe lại và lấy tiền mặt về, chỉ mức lỗ 10% thôi. Đổi xe thì mức lỗ chỉ 8% thôi anh chị ha. Và bên cửa hàng sẽ cam kết bằng văn bản đó anh chị là xe không dịch vụ, không taxi, máy số zin, xe không bị va chạm cứng đụng nặng, và đồng thời thì sẽ có giấy tờ pháp lý luôn rõ ràng, ký ủy quyền cho anh chị xài tiếp cũng được mà ký bán và rút hồ sơ về cũng được anh chị ha. Rồi bây giờ anh chị cùng em quay trở lại và tiến hành xem và tham khảo đối với chiếc xe G xịn 207 chủ chức xe gia đình. Và những cái dòng xe này là dòng xe phiên bản cao cấp của bản G anh chị nhé. Đây anh chị, phiên bản cao cấp của bản G là có một cái đèn xi nhan zin theo xe, có xi nhan trên gương nè anh chị ha. Tại vì những cái dòng bản thường thì sẽ không có nha. Nếu mà có thì người ta chỉ lên một cái ốp xi dán vô thôi. Còn cái này là nguyên bản của nó nha anh chị nha, nguyên bản của nó ha. Và đồng thời thì có một cái đuôi cá nhỏ nhỏ ở sau xe. Ở phiên bản cao cấp thì bên dòng xe này có một cái đuôi cá nhỏ nhỏ trên xe và theo xe có nói nha anh chị nha, chứ không phải là mình gắn thêm ha. Còn những cái dòng xe bản thường thì mình gắn thêm vô, còn cái này thì nó theo xe luôn, nó dính theo xe luôn, nên là những cái dòng xe phiên bản cao cấp thì nó sẽ khác hơn những cái dòng xe bản G phiên bản thường anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ quay cũng như thường lệ thì quay cái đầu xe trước cho anh chị xem, mà anh chị thấy không, mình thùng của nó là rất là liền lạc và nước sơn căng bóng ha. Nhiệt sơn zin của nó thì cũng còn khoảng nói chung là 6 đến 70% gì đó anh chị. Tay nắm epoxy, chân kính epoxy, che mưa, gara mui có đầy đủ hết anh chị nha, có đầy đủ hết cho anh chị. Chị mua về chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải làm gì nữa đâu. Đây anh chị, đăng kiểm đến tháng 1 2023 anh chị nha, cũng sắp phải đăng kiểm mà ha. Những cái đồ nhựa ở đây cũng vậy nè, còn rất là đẹp luôn anh chị ạ. Còn rất là đẹp luôn. Được 4 quả vỏ thì rất là cao anh chị ạ. 4 quả vỏ rất là cao và mâm đồ cũng còn rất là đẹp, rất là liền lạc anh chị ha. 4 quả vỏ thì cao giống như là còn khoảng 8 đến 90% lần anh chị nhé. Vỏ thì rất là cao. Mặt nạ da lăng của nó thì cũng còn rất là liền lạc, bóng đèn rất là sáng nè anh chị nha. Đèn cạn, đèn pha đều được epoxy, mặt nạ chrome cho anh chị vậy ha. Cabo của nó còn rất là liền lạc và rất là đẹp luôn anh chị ha, rất là mỏng ha, mỏng tanh luôn nè.
Bên này cũng vậy anh chị ha. Đó, đèn nè, đèn cạn nè ha. Đó, biển số là 86A03891 nha anh chị nha. Ở bên cửa hàng xe bao anh chị cái quyền xài tiếp cũng được và cái bán rút hồ sơ về cũng được anh chị ha. Nên anh chị cứ yên tâm về giấy tờ pháp lý, bên cửa hàng sẽ hỗ trợ và lo cho anh chị ha. Đây anh chị, mâm bên này cũng còn rất là đẹp và giỏ cũng còn khá là cao nè anh chị ha. Đó, nói chung xe này anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải là làm thay vỏ hay bất cứ gì hết. Bốn cái vỏ giỏ còn khá là cao và những cái dè nè, những cái cầm dè còn rất là đẹp, những cái cầm dè còn rất là đẹp và nguyên bản hết anh chị ha, chưa dấu hiệu là bị làm lại bất cứ gì hết nha anh chị nha, chưa dấu hiệu gì làm lại gì hết. Anh chị đợi em xíu nha, có điện thoại em bấm cho nó ngừng, đang quay phim đây. Bên hông cũng vậy nè anh chị nha, bên hông bên này cũng vậy ha, còn rất là đẹp và rất là liền lạc ha. Rồi bây giờ anh chị cùng em kiểm tra hết bốn quả lò giỏ đi ha. Đây anh chị, quả giỏ sau cũng vậy nha, đó rất là cao anh chị ha, còn rất là cao và mâm cũng còn rất là đẹp nè anh chị nha. Đó, những cái dè xe cũng vậy ha. Đó, khi cũ theo năm tháng thôi, đời 2007 đến giờ thì nó phải cũ thôi, nhưng mà không có dấu hiệu mục mọt hay là làm lại bất cứ gì hết anh chị nha. Đó, sexy cũng còn rất là liền và rất là đẹp ha. Rồi bây giờ anh chị cùng em hướng về bên này coi hết bốn quả giỏ luôn anh chị nha. Đó, bóng đèn sau cũng còn rất là sáng và rất là đẹp ha, đèn sau còn rất là đẹp và bình thường bên hông đồ cũng còn rất là liền anh chị thấy không. Đó, rồi bên này cũng vậy nha, mâm còn rất là liền và rất là đẹp anh chị ha. Và giỏ thì cũng còn cao nè ha, còn khoảng 8 đến 90% lượng rất là cao. Đó, dè, những cái dè nè còn rất là đẹp anh chị nha. Đó, taxi đồ cũng vậy ha, còn rất là đẹp luôn ha. Rồi nói chung thì anh chị nào mình thích về những cái dòng xe màu đen hoặc là hợp phong thủy thì anh chị có thể nhích một chút xíu thời gian, bỏ một chút xíu thời gian chị lên tại cửa hàng 127 quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai để xem xe chi tiết và chạy thử nè ha. Mình có thể cảm nhận được chiếc xe nha anh chị nha. Nói chung là bao anh chị là chạy bốc không êm không lấy tiền luôn đó. Đây anh chị màn hình nè, cam hành trình nè ha, cam lùi có đầy đủ hết nha anh chị nha. Màn hình Android rất là to luôn anh chị ha. Đó, máy lạnh thì hai dàn lạnh nha anh chị nha, dàn lạnh sau ở trên này ha. Đó, nói chung là dòng Innova thì hai dàn lạnh và dòng bảng G hai dàn lạnh thì anh chị khỏi chê khỏi sợ, máy lạnh là không lạnh nha, máy lạnh lạnh bút luôn anh chị à. Đây anh chị những cái hộp đựng đồ đồ cũng còn rất là đẹp anh chị à ha, nó còn rất là đẹp nha. Đây cái này là bỏ cái sim anh chị ha, bỏ sim. Cái này là bỏ USB ha, nó có đầy đủ hết và những cái cắp bi là đồ nhựa đồ cũng còn rất là liền lạc và rất là đẹp anh chị ha. Đó, còn rất là đẹp luôn, không có dấu hiệu bị mòn hay là gì hết. Nữa màu đen thì anh chị biết rồi, đa số là xe gia đình đi chứ không có dịch vụ gì đâu anh chị ha, nên anh chị cứ yên tâm về những cái phần đó nha. Và xe cũng còn rất là cứng cáp, anh chị chủ xe người ta lên đồ chơi rất là nhiều đây. Đó, người ta may một cái lót chân nè ha, nguyên bộ nha, lấy ra lấy xuống được ha. Còn cái này là lót sàn nè ha. Đó, cái này nguyên bộ và nhà chủ xe bỏ thêm một miếng lót này nữa hết. Nói chung là rất là kỹ càng nha, chung là chủ xe xài xe rất là kỹ nên mình cũng rất là yên tâm. Đây anh chị thấy không, đóng cửa nè có độ hít vô nha, có độ hít vô rất là chắc. Đây những đóng cửa có độ hít vô nó rất là chắc nha anh chị nha. Đó, nó có độ hít vô rất là chắc luôn. Đây cắp bi nè ha, chung là nắp cửa nè, tem zin đồ còn đầy đủ hết anh chị ha, tem zin còn đầy đủ hết đó, những cái sùng chỉ đồ đầy đủ hết nè, cắp bi đồ nè ha, có còn rất là đẹp anh chị ha. Dòng đời 2007 chủ xe đi cũng khá là giữ gìn hết, xe odo được 2 ngàn cây hay sao anh chị, xíu anh chị cùng em xem sơ cô đồ ha. Đây anh chị đó, ta may một cái bộ lót lót sàn nè ha. Đó, còn đủ hết một bộ ghế da còn rất là đẹp anh chị nha, bộ ghế da còn rất là đẹp của xe. Rồi
chừng chừng 3D 5D hả anh chị ha. Chủ xe đó, 5D cho xe nó ngồi mát mẻ, thoải mái đây anh chị. Đóng cửa thì khá là thích ha, có độ hít vô nha, mình có thể sẽ nghe, mình có thể cảm nhận được anh chị nha. Đó anh chị thấy không, có độ hít vô rất là đã luôn anh chị ha. Bây giờ anh chị cùng em tiến hành về sau xe nha anh chị ha. Trước khi tiến hành về sau xe thì em sẽ báo một cái giá cho anh chị luôn. Đối với chiếc xe G xịn 207 có túi khí nè, và có thắng ABS nè, và hai dàn lạnh nè, mâm giỏ 25, nói chung là dòng xe bạn đủ ha. Bên cửa hàng hiện tại đang chào bán với cô chú anh chị mình là 249 triệu anh chị nha, 249 triệu bao anh chị ghi quyền xài tiếp tục, tại vì chiếc xe này hai vợ chồng chủ xe đã ký ủy quyền qua tên em, và bây giờ em còn ký được ủy quyền cho anh chị thêm một tập nữa, hoặc anh chị muốn ký bán và rút hồ sơ về thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ và rút hồ sơ về cho anh chị nha anh chị nha. Rồi ok, bây giờ em sẽ quay cái cúp sau cho anh chị xem nha. Đây anh chị, màn hình dê nè ha, chung là xe là màn hình Android, hành trình đồ có lên đầy đủ hết cho anh chị ha. Đây anh chị, những cái đồ nhựa sau xe nè ha, còn rất là đẹp và rất là liền lạc, không bị dấu hiệu là chảy xước hay bất cứ gì hết anh chị nha. Còn ghế thì anh chị có thể hạ lên hạ xuống anh chị ha. Đây đó, ghế thì anh chị có thể hạ lên hạ xuống ha. Đó, mình có thể hạ lên hạ xuống ok hết. Đó, ghế còn rất là đẹp anh chị nha. Cái hộp này để sau, hồi nãy tẩy xe lấy ra. Ở đây anh chị có cái đồ đựng, đổi đồ có đầy đủ hết anh chị ha. Rồi, những cái đồ nhựa ở đây cũng vậy, còn rất là đẹp anh chị nha. Sau xe cũng vậy nè anh chị ha, còn rất là đẹp luôn. Đó, hộp gió sau cùng nè anh chị ha. Một cái nè, hai cái nè ha, trên kia cũng có hai cái nè ha. Nói chung là máy lạnh thì hộp gió đầy luôn, anh chị cứ yên tâm về phần máy lạnh nhé. Dòng xe 8 chỗ ngồi rất là thoải mái nên không có sợ thiếu máy lạnh gì hết anh chị ạ. Đây anh chị cùng em xem sơ lược cái gầm nha. Đây, cái gầm còn rất là đẹp anh chị ạ. Đó, gầm còn rất là đẹp, không dấu hiệu mục mọt hay làm lại nha anh chị nha. Đó. Rồi. Rồi, bây giờ anh chị cùng em tiến hành về bên này ha. Đây, cái này là cái hộp để nước nha anh chị nha. Hôm nay tẩy xe tháo ra chưa gắn vô ha anh chị ha, em sẽ gắn sau nha. Đó, cái này thì có cái cắp bi đồ nữa ha, còn rất là đẹp anh chị ha. Đổi rộng rãi của nó thì rất là thoải mái rồi anh chị nha, đổi rộng rãi của nó rất là thoải mái ha. Đây anh chị thấy không, mình ngồi ở sau xe nè, mình nhìn lên cái xe, nhìn rất là thoải mái xe. Đó, nhìn rất là thoải mái xe nha anh chị nha. Đó, đây cái hộp đựng đồ thì cũng còn rất là đẹp ha. Cái này là mình có thể mở lên và bỏ nước vô uống nè hả anh chị ha, rồi mình không thích thì mình đóng lại nha. Đó, còn cái này cũng vậy ha, hộp đựng đồ này cũng còn đầy đủ hết anh chị nha. Rồi, sau xe mình nhìn lên là anh chị thấy không, cái cắp bi đồ nào cũng còn rất là mới và rất là đẹp luôn anh chị ha. Đó, rồi anh chị nhớ nha, lần đầu tiên xem kênh em thì nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông vô để được cập nhật những video sớm nhất bên cửa hàng về, và cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng anh chị ha. Và anh chị nào mình đam mê về những cái dòng xe ô tô thì anh chị có thể đăng ký kênh và kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0978548858, và anh chị xuyên xem xe và thường xuyên chia sẻ phải lên Facebook và Zalo. Anh chị có bạn bè người thân muốn mua xe hoặc là muốn bán xe, anh chị có thể giới thiệu qua cho em. Việc mua bán xe thành công em sẽ gửi tiền hoa hồng cho anh chị từ 3 đến 5 triệu anh chị nhé. Anh chị mình xuyên chia sẻ lên thì bạn bè người thân của anh chị sẽ biết anh chị quen em hoặc là như thế nào, người ta sẽ hỏi anh chị và anh chị cho số điện thoại cho người thân của mình hay là đồng nghiệp bạn bè nè, anh chị liên hệ với em và việc mua bán xe thành công em sẽ chuyển khoản cho anh chị nhé. Nếu mà anh chị có thời gian dẫn bạn bè hay là người thân của mình đang cần mua xe, lên mua xe cũng còn thì anh chị dựng lên, còn không chỉ cho số điện thoại thôi, em vẫn chuyển khoản và gửi tiền cà phê cho anh chị ha. Rồi anh chị cùng em đăng ký kênh và cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng anh chị ha, và nhớ xin chia sẻ nha anh chị nha. Đây anh chị,
chia sẻ cùng em kiếm tiền anh chị ha. Logo của nó nè, dòng Toyota còn rất là đẹp anh chị nha. Cái này là cái túi khí của nó anh chị ha. Odo của nó thì đi được 224.775 cây anh chị nha, chuẩn Odo luôn anh chị ạ. Đèn pha đèn cốt có đầy đủ hết anh chị ha, đèn pha đèn cốt có đầy đủ hết, nãy giờ mở rồi. Xi nhan nè, xi nhan có đầy đủ hết anh chị ha. Gương chỉnh điện đồ có đầy đủ ở đây hết anh chị nha. Đây, gương chỉnh điện là có chỉnh đầy đủ hết anh chị ha. Đó, đầy đủ hết ha. Rồi, quạt gương nè. Quạt gương có đầy đủ hết ha. Đó. Rồi, màn hình Android, sử dụng nói chung là tức lưng tật anh chị ha. Đó, đầy đủ hết cho anh chị luôn. Anh chị tha hồ về mở nhạc hay là cam hành trình hay là bất cứ gì hết nha. Củ số nè anh chị ha. Đó, hơi mờ chút nha. Đó, củ số nè. Đó, nhưng cái đồ nhựa còn rất là đẹp ha. Đây, đồ nhựa cắp bi đồ còn rất là đẹp anh chị nha. Rồi, bây giờ em sẽ mở cái máy lên và cùng anh chị xem kiểm tra cabo và cái máy anh chị ha. Đó, một chiếc xe đời 2007 nha, còn rất là cứng cáp luôn anh chị ạ. À, 249 triệu thôi, một cái giá rất là hợp lý cho anh chị nha. Anh chị nào mà đam mê về những cái dòng xe màu đen, thích xe màu đen hoặc là hợp phong thủy thì rất là hợp lý cho anh chị luôn. Anh chị có thể lên tại 127 quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai xem xe chi tiết nha anh chị ha. Rồi, đây anh chị, cabo nè ha. Đó, cabo nè, keo chỉ đầy đủ hết nha, thùng chỉ đầy đủ hết, và những cái keo hạng đồ còn nguyên bản hết, đầy đủ hết luôn anh chị ha. Và cái nó sạc phổ thắng của nó đó, bên này cũng vậy nha, keo chỉ đồ đầy đủ hết ha. Đó, đầy đủ hết. Và cái này là cái thắng ABS của nó nè anh chị à. Đó, cái dòng xe bạn đủ luôn luôn tượng trưng có một cục thắng ABS nằm ở đây nha anh chị, lưu ý ha. Và sạc vô thắng ở đây, dầu thắng ở đây anh chị ha, bơm xăng nè, hộp điện ở đây ha, có bình nó nằm đây. Và cái này là cái dầu trợ lực nha. Máy nè, máy nổ rất là êm anh chị ha, máy nổ rất là êm và rất là cứng cáp nha. Đó, bật nắp cam cò còn nguyên zin luôn, chưa tháo gỡ nè, keo zin của nó nằm ở đây lòi ra nè anh chị ha. Máy chạy rất là bốc. Máy số là bao anh chị zin ha. Cái này nè, két nước nha anh chị ha. Đó, những cái thằng dàn đồ nè nguyên bản hết anh chị nha, những cái thằng dàn là nguyên bản hết. Xe nổ rất là êm và rất là đồng đây anh chị, và cái sơn zin ở trong nách nè, còn nguyên bản, còn rất là đẹp luôn anh chị ha. Rồi, ok, bây giờ em sẽ hạ cabo xuống nha anh chị nha, quay xong rồi. Nói chung là máy số là bao anh chị zin nha, nên anh chị cứ yên tâm về phần chất lượng này. Đó, rồi. Đèn thì có đầy đủ hết luôn anh chị, cho anh chị luôn nha anh chị nha. Rồi bây giờ anh chị em sẽ quay sơ lược cái dáng xe một lần nữa để cho anh chị mình xem và hướng tới quyết định liên hệ với em và trao đổi với em, hoặc anh chị có thể lên tại 127 quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai, tính từ ngã ba Dầu Giây về hướng Đà Lạt 60 km, cửa hàng nằm phía tay trái cửa hàng ô tô Quốc Hùng, để xem xe chi tiết và chạy thử nha ha. Chạy thử và xem rất là kỹ, mình cảm thấy ok và hợp túi tiền của mình sẽ làm thủ tục mua bán nhanh gọn lẹ anh chị nhé. Và đồng thời thì anh chị nhớ đăng ký kênh, nhấn nút chuông vô để được cập nhật những video sớm nhất bên cửa hàng về, và cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng anh chị nhé. Và bên cửa hàng có hỗ trợ Google Maps cho anh chị luôn anh chị ha. Anh chị nào mình có muốn biết từ nhà mình lên đến cửa hàng bao nhiêu xa, anh chị có thể vô Google Maps ô tô Quốc Hùng để nhấn vô ô tô Quốc Hùng mà sẽ hiện cửa hàng của em lên, và anh chị nhấn vô nút chỉ đường sẽ biết từ nhà mình lên tới cửa hàng của em bao nhiêu xa, rất là nhanh gọn và thuận tiện anh chị ha. Rồi, em ô tô Quốc Hùng xin chào và hẹn gặp lại nha anh chị nha. Bye bye.